Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện thử thách series sinh tồn ở trên đảo Hoang. Thì video lần trước sinh tồn 10 ngày ở trên đảo Hoang thì Sáng Su đã thất bại. Và hôm nay tôi đã mời đến một chuyên gia sinh tồn để giúp Sáng vượt qua 10 ngày trên đảo Hoang, đó là anh Vũ. Anh Vũ là người đăng ký kênh của tôi và cũng là một chuyên gia sinh tồn. Và đây sẽ là hòn đảo của anh Vũ và Sáng sẽ phải sinh tồn trong 10 ngày. Nếu mà anh Vũ và Sáng hoàn thành 10 ngày trên đảo Hoang thì mỗi người sẽ được thưởng 10 triệu đồng. Thử thách sẽ bắt đầu từ 10 giờ ngày mùng 6 tháng 9 2023. Thực ra là 10 giờ 48 rồi cơ. Đây các bạn xem này. Nhưng mà chúng tôi đã đứng ở đây thì rất lâu rồi. Chào mọi người. Tôi đi đứng đây. Wow. Tạm biệt. Thôi, bye bye mọi người nhá. Hẹn gặp anh Dương 10 ngày nữa. Rồi, cố lên Sáng ơi. Bye bye anh Dương nhá. Đã thành công lên đảo rồi. Tạm biệt nhá, hẹn 10 ngày nữa gặp lại. Cố gắng lên. Người đầu tiên của Việt Nam sinh tồn 10 ngày trên đảo Hoang, cố lên. Tạm biệt anh Dương nhá, anh ơi. Và anh Dương bây giờ sẽ đi về nhá. Ok anh, bye bye anh Dương. Vậy là hai anh em chúng tôi đã lên tới đảo. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm dọc bờ biển nè, cái nơi đó mà chúng ta có thể trú ẩn được. Một cái bụi cây gì đó chúng ta sẽ làm một cái căn nhà, một cái nhà chòi gì đó để mà trú ẩn. Ok anh, đi, thế anh em mình đi thôi. Tôi và anh Vũ sẽ chọn cái tảng đá này để dựng lều ở đây nghỉ ngơi nhá. Đây, thì bây giờ anh em mình bỏ đồ ra nhỉ. Đây là cái những dụng cụ mà hỗ trợ của tụi mình. Đúng rồi, đây là những đồ để hỗ trợ từ hai em chúng tôi sinh tồn ở trên này nhá. Đây, đa số là đèn pin và thiết bị quay thôi các bạn ạ, chứ chả có gì đâu. Đặc biệt con dao. Dao. Kính lặn. Đúng rồi. Đây là cái bộ dụng cụ hỗ trợ sinh tồn. Đấy, còn tôi thì chỉ có mỗi quần áo với cả đồ quay thôi, chả có gì đâu các bạn ạ. Đúng rồi, quần áo nữa. Thôi bây giờ anh em mình đi dựng lều đi. Quay cảnh lụm vô luôn. Đây em vẫn quay đây rồi. À, đây. Từ từ thôi, chạy thôi anh ơi. Trơn đấy. Đấy, lần này sinh tồn thì không có dụng cụ gì cả các bạn ạ. Chỉ có mỗi một con dao thôi. Bây giờ thì phải đi kiếm những cái cây gỗ như này để làm lều này. Đúng rồi. Tụi mình sẽ phải tự tìm nơi trú ẩn, tự tìm đồ ăn và tự tìm nước uống luôn. Đang đi kiếm đồ dựng lều thì nhặt được cái móc câu này các bạn ơi. Đấy. Thế là có đồ để câu cá rồi. Ngon. Đây anh Vũ đang kiếm dây để về buộc lều đây. Đây rất là nhiều dây đây. Đây có một cái con rẻ kiếm ở đây. Con gì? À cũng cái lưỡi câu luôn, em đúng cũng rồi. Nhận được đấy. Ui nhiều lắm các bạn ạ. Ui ngon. Thì bây giờ để lấy dây nhá. Ở ngoài biển thì hơi nhiều rác một chút các bạn ạ. Chúng tôi quyết định bê luôn cả cục rác này về các bạn ạ. Về luôn. Bê cả cục này về. Đấy. Lấy bao nhiêu dây thì lấy. Cả cục này toàn dây là dây thôi. Ở đây có rất là nhiều những cái tấm manh này mình làm cái máy che được nè. Ồ đúng rồi, đây để em vác luôn. Em bê luôn. Ôi chuột 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 chuột. Đồ ăn các bạn ơi. Chuột anh ạ. Chạy mất rồi. Đấy, những cái này là đem về để dựng lên trên phía bên trên lều ấy các bạn, làm cái bạt che mưa che nắng. Sau một hồi thì hai anh em chúng tôi đã kiếm được rất là nhiều củi. Vậy là đã hoàn thành cái khung lều, bây giờ thì dựng thêm những cái cây đặt ngang như này để nằm thôi các bạn ạ. Trên đảo hoang này tôi thấy có rất là nhiều rác luôn này các bạn này. Đấy. Nhưng mà tôi thấy có khá là nhiều quả dừa, tôi kiếm được dừa rồi các bạn ạ. Đây. Này các bạn ơi. Tôi thấy quả dừa này là khả năng là có mọng dừa này. Cái mọng dừa để ăn ấy. Nhưng mà tôi thấy mọc rễ rồi, không biết là còn ăn được không. Em nhặt được mấy quả dừa này nhưng mà nó có rễ rồi, còn ăn được không anh? Được. Vẫn ăn được á? Ăn được luôn. Ui có rễ rồi mà vẫn ăn được anh? Ăn được cái cây của nó luôn á. À thế? Cái cây sần đấy. Ui ngon, thế thì ngon các bạn ơi. Thế thì có đồ ăn rồi. Một quả dừa nữa. Ngoài đảo hoang này nhiều dừa quá các bạn ạ. Không biết có nhặt được thêm quả dừa nào nữa. Bây giờ cũng đã là 1 giờ trưa rồi. Hai anh em chúng tôi đi kiếm cây để dựng lều khá là mệt. Thì tôi kiếm được 2 quả dừa. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ bổ ra để ăn nhé các bạn ơi. Đấy.
vừa lên đảo đã kiếm được đồ ăn luôn rồi. Đây cái phần này giữ lại một lát nữa ăn được này. Ok anh. Wow. À. Ui. Nhưng mà cái này ăn được không anh? Ăn được, ăn được. Cái này rất, ăn được các bạn rất, ạ. Rất là ngon luôn, có nước trong luôn. Thế á? Giải khát luôn. Anh ăn đi, anh ăn đi. Wow. Ui cái này em nghĩ em thấy người ta toàn ăn cả cục này thôi. Đây rồi, mời 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 tất cả các bạn. Thế nào anh? Ngon. Ngon à? Ngọt ngọt. Ăn cái lõi trắng trắng bên trong này ngọt lắm. Ngọt anh ạ, ngon. Ngon. Ngon ngon các bạn ơi. Tiếp tới mình sẽ ăn cái phần cây dừa. Đâu anh hướng dẫn em ăn cây dừa xem nào. Cây dừa cũng ăn được à? Lạ sẽ, nhỉ. Mình sẽ tước bỏ những cái phần lá già ở ngoài, mình ăn cái phần lõi non ở bên trong á. Sau khi tách cái phần lá già bên ngoài, mình bỏ cái phần lõi non bên trong này. Ok, anh ăn đi anh. Mời mọi người. Ôi, cái dừa ngon đấy. Dừa ngọt ha. Đoàn ngọt, ngon hơn là cái mọng dừa các bạn ạ. Mọng dừa kia kiểu nó lên cây rồi ăn nó không ngon nữa. Còn cái này ăn ngọt, ngon lắm. Tiếp tục dựng lều, tranh thủ không thì trời tối mất. Phải cần có một chiếc giường bằng phẳng thì nằm ngủ nó ngon giấc. Ở ngoài đảo hoang thì có rất là nhiều những cái tấm xốp như này các bạn ạ. Thì hai anh em chúng tôi đã nhặt về để trải lên trên giường. Làm coi như cái này là đệm luôn đấy các bạn. Rồi ok. Ui đẹp luôn. Giờ mình lợp cái mái che đi rồi mình đi săn bắt đồ ăn. Ờ đúng rồi, đây tôi đang làm cái mái che đây này các bạn ơi. Vậy là hai anh em chúng tôi đã hoàn thành cái lều nhá. Đây chính là chỗ để hai anh em chúng tôi ngủ qua đêm tại chỗ này. Thì phía bên trên sẽ là mái che. Đây cho các bạn xem luôn. Được gia cố rất là chắc chắn nhá. Buộc rất là nhiều dây thừng luôn. Này, đấy. Thì hai anh em chúng tôi đã xác định là sinh tồn ở trên đảo này 10 ngày, thậm chí là 11, 12 ngày luôn. Một tháng luôn. Đấy, các bạn nghe anh Vũ bảo chưa? Một tháng luôn. Đấy, từ sáng tới 5 giờ mới dựng xong được cái lều như này đấy. Bây giờ anh em mình kiếm gì ăn đi chứ em đói rồi. Đói hả? Bây giờ mình ra biển đi. Ra biển săn bắt đi. Săn bắt á? Nhưng đó, mà ở biển, đó dọc bờ biển có rất là nhiều ốc luôn. À, dọc bờ biển rất là nhiều ốc. Đúng rồi, mình sẽ đi bắt ốc ha. Nhiều ốc lắm các bạn ơi. Anh ơi, ốc này ăn được không anh? Được, được, rất là ngon luôn đó. Những cái con ốc này ở đây nó rất là nhiều luôn nè các bạn. Đây anh ạ. Ồ, mới bắt tí xíu là quá chừng luôn. Ít đây ạ, em thấy thế này vẫn là ít. Mình bắt đầy cái này rồi mình nghỉ. Trong khi tụi mình đang đi bắt ốc thì đây phát hiện có một cây dứa nè. Rồi, cây dứa chín đỏ luôn nè các bạn ơi. Đây mọi người, đây là trái dứa biển nha. Cái trái dứa này thì nó ăn được. Đây bắt ốc được nhiều chưa? Wow, đây anh ơi, đầy rồi. Đầy luôn rồi. Sao quả dứa gì lạ thế anh? Đây là cái phần nó bị những con chuột nó cắn á. À. Chuột nó khoái ăn cái này lắm tại nó ngọt. Ở đây thì mình lụm những cái vỏ lon lon bia nó trôi dạt vào bờ biển này nè. Để mình làm cái nồi để mà mình luộc mấy con ốc nha. Mệt quá các bạn ơi, đi bắt được mấy con ốc, đau hết cả lưng. Rồi, bây giờ mình sẽ cui cái trái dứa này ra nè nha mọi người. Trái dứa này thì mình cui mình ăn cái từng mắt của nó. Dạ anh. Đấy. À. Đây. À, ok mình anh. Đây để chỉ cho anh. Đây nha các bạn ơi. Ôi, em thấy con nhựa hay sao ấy. Đúng rồi, mình sẽ cắn mắp cái phần vàng vàng này của nó nè. Nó giòn giòn, ngọt ngọt. Mình sẽ hút nước. Nó ngọt ngọt. À đây à, cái phần trắng trắng đây à anh. Ờ, cái phần trắng trắng vẫn ăn được. Wow. Ngoài các bạn ăn nhá. Nhưng mà nó không có ngọt nha. Không, nhưng mà ăn được là bổ sung năng lượng được là được rồi, rồi các bạn ạ. Đúng rồi. Cái phần bên trong quả dứa biển này tôi thấy là ăn nó giống tinh bột. Thay thế cho cơm, khỏi và khỏi. Đúng rồi, cơm. Ăn cái phần trong này thay thế được thay cơm ấy. Còn phía bên ngoài thì ăn nó ngọt ngọt. Ăn cái này sạch răng luôn á chứ. Nè, giống như cái bàn chải vậy á. Chà chà cái răng luôn. Ăn dứa xong rồi, bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ nhóm lửa để luộc ốc nhá các bạn nhá. Bây giờ anh Vũ sẽ đánh lửa nhá.
ấy ấy các bạn ơi, là cho các bạn xem này. Wow. Cháy ơi, cháy ơi, gió quá, gió quá, cháy ơi các bạn ơi, cháy ơi, cháy ơi, cháy ơi, ui tạo lửa đơn giản quá các bạn ạ. Rồi cháy ơi, hay quá. Wow wow, cháy ơi các bạn ơi, có lửa rồi đấy, ngon ngon ngon. Rồi bây giờ thì hai anh em chúng tôi sẽ luộc ốc nhá các bạn ơi, luộc ốc bằng nước biển không biết ăn như thế nào đây, tại vì chưa tìm được nguồn nước ngọt ấy, cho nên là luộc tạm bằng nước biển nhá. Quên, hình như ốc chưa rửa anh ạ. Không, không cần rửa luôn. Thôi anh em mình ăn luôn, có cái ăn là được, không cần rửa tại vì muộn quá rồi các bạn ạ. Đôi bụng quá khóc luôn. Luộc ốc xong rồi, chín rồi nhá các bạn ơi, ốc chín rồi. Mình dùm cái đầu nhọn nó để mình lấy con ốc ra. Rồi ok anh. Đây là cũng là cái que mà mình lấy ra mình ghim vô cây cho nó lịch sự tí xíu. Ăn ốc rồi. À, đây coi khoái quá các bạn ạ. Đây coi như là bữa ăn đầu tiên của hai anh em chúng tôi đấy. Đây. Đấy, đây cho các bạn xem này. Ok. Rồi, mời các bạn nha. Thế nào anh? Ốc có vị mặn. Luộc bằng nước biển nó mặn. Nó có vị ngọt, ăn xong có vị ngọt. Ok thôi, mời các bạn ăn nhá. Đấy, có con ốc này đây. Rất là lạ, nó rất là to luôn này. Đây. Đấy. Ok anh. Ngon. Cả ngày mới ăn được mấy con ốc chả thế anh. Mày ăn hết cái này đi, mình luộc tiếp ăn nữa, mình còn nguyên một gỗ. Rồi mà. Ok thôi, tôi cũng ăn đây các bạn này. Con ốc này nó ăn cứ kiểu gì ấy, nhưng mà ngon các bạn ạ, ngon hơn ốc ở bắt ở sông. Bây giờ cũng là 10 giờ thì kết thúc ngày đầu tiên sinh tồn tại đảo hoang nhá. Bây giờ thì hai anh em chúng tôi sẽ đi ngủ thôi. Đấy, anh thì đi làm ngủ trước rồi các bạn ạ. Sáng rồi các bạn ơi. Vậy là hai anh em chúng tôi đã trải qua một ngày ở trên đảo hoang. Ê, ngủ ngon rất quá các bạn ạ. Ngủ ở ngoài biển thực sự rất là mát, mặc dù là lúc buổi đêm có hơi lạnh một chút, nhưng mà thực sự rất là sướng, đây là một trải nghiệm tuyệt vời. À đúng rồi, đây vẫn còn quả dứa các bạn ạ. Anh em chúng tôi sẽ ăn sáng bằng quả dứa, sau đó thì đi khám phá đảo sau. Và biển thực sự rất là đẹp, nước đang lên này, sóng thì rất là to luôn này các bạn ơi. Wow các bạn ơi, cùi dứa này các bạn ơi. Phía bên ngoài bọc bọc ha. Ở phía bên ngoài thì ăn nó như bột ấy, ở phía bên trong thì nó cứng cứng giòn giòn, còn ăn nó nhạt lắm, nó bổ sung được năng lượng. À nó là bột, nó hơi khó nuốt một tí ấy. Let's go, đi khám phá đảo thôi các bạn ơi. Đây thì anh Vũ chuyên gia sinh tồn đang đi phía trước để dò đường rồi. Ở trên đảo hoang kiếm được đôi dép các bạn ạ. Trên này thì có rất là nhiều dép. Các bạn nào mà thiếu dép thì cứ lên đảo hoang kiếm nhá. Đây tôi kiếm cho các bạn luôn này. Này, đây. Đấy, ra gái là nhặt được một đôi tông luôn. Kiếm tiền rất là dễ các bạn ạ. Đem tông lên từ đảo hoang này lên trên đất liền bán cũng được các bạn. Thực sự khá là mệt rồi. Căn bản là cơ thể nó không được lạp năng lượng vào từ hôm qua rồi ấy. Hai anh em chúng tôi đã đi khá là xa rồi, nhưng mà vẫn còn rất là xa. Cái đảo này thực sự rất rất là rộng luôn, quá rộng luôn, chưa nhìn thấy bờ đằng kia đâu cả. Lụm được một cái nón lá mọi người ơi. Nón này đổi cho nón này đi, không đổi nón này nữa, đổi nón này đi. Nhưng mà hơi ướt, phải về phơi qua. Không sao, mát. Ui các bạn ơi, chín đỏ hoàn hết luôn này. Tôi đi từ lấy thì khá là mệt rồi. Thì kia đấy, anh Vũ chuyên gia sinh tồn sẽ tiếp tục đi thêm một đoạn nữa để kiếm xem là có đồ gì để ăn, để có thể sử dụng để sinh tồn ở trên cái đảo hoang này không nhá. Còn nhiệm vụ của tôi bây giờ sẽ là hái những cái quả dứa này xuống. Vậy là tôi đã hái được 4 quả dứa nhá. Thì ở phía trên này vẫn còn rất là nhiều luôn, nhưng mà
đồ của thiên nhiên thì lên để lại cho thiên nhiên một ít. Tôi chỉ hái 4 quả thôi, còn 4 quả này để lại cho chuột ăn nhá. Khá là mệt với khá là khát nước rồi các bạn ạ. Tôi ngồi đây chờ anh Vũ, chuyên gia sinh tồn, 1 tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà chưa thấy anh ấy quay lại. Không biết là có xảy ra điều gì không? Lo cho anh Vũ quá các bạn ạ. Không còn đủ kiên nhẫn để ngồi chờ anh Vũ rồi. Giờ phải đi tìm thôi. Anh Vũ ơi! Không thấy anh Vũ đâu cả các bạn ạ. Ui sao anh ấy đi xa thế nhỉ? Chẳng thấy anh ấy đâu luôn. Anh ấy định đi hết cả cái hòn đảo này hay sao ấy? Anh Vũ! Hết sức để gào rồi các bạn ơi. Nhặt được cái áo phao rồi các bạn ơi. Ơi mệt quá rồi. Đi tìm anh Vũ nhặt được cái áo phao nhá. Anh xách hai cái bình này về làm gì? Đựng nước. Bây giờ nước đâu mà đựng? Anh đem bình đựng nước về nhưng mà không có nước đựng thì đựng bằng cái gì? Yên tâm đi, ngày mai sẽ có mưa. Mệt quá, cuối cùng cũng về tới Lào rồi các bạn ơi. Thực sự bây giờ là hết sức rồi. Không có gì ăn cả, không có gì uống cả. Thôi bây giờ đi nằm nghỉ ngủ đây. Nghỉ ngơi một lúc thì bây giờ tôi cũng đã đỡ mệt rồi. Bây giờ phải đi tắm mình ngủ rồi mới ngon. Mặc dù là bụng nó hơi đói nhưng mà thôi, không sao cả. Đi ngủ thì nó sẽ đỡ đói hơn nhá. Bây giờ đi tắm đây. Ăn qua các bạn ơi. Đừng uống nước biển nha, không uống được đâu. Tắm xong rồi, bây giờ thì đi ngủ thôi. Đang bắt đầu mưa rồi các bạn ơi. Đây, đấy cho các bạn xem này. Mưa thì gió ở ngoài bờ biển nó rất là to. Sao mà nó hắt này. Các bạn ơi, có nước ngọt rồi, may quá. Ok các bạn ơi, cái lèo nó hơi dột một chút, nhưng mà dột lại có nước ngọt để uống các bạn ạ. Nước ngọt này hơi lạ ra các bạn ạ. Nước ngọt mặn mặn. Mặn mặn xong rồi nó lại ngang ngang nữa. Nhưng mà thôi không sao cả, có nước mưa uống là được các bạn ạ. Mưa được một xíu thì lại tạnh rồi các bạn ơi. Mới hứng được một tí nước à. Thôi lại đi ngủ tiếp. Hơi ướt. Nó bị dột cho nên là hơi ướt một chút. Ê, anh em tụi tôi đang nằm ngủ thì tôi nhìn ra cái cây, tôi phát hiện có con tắc kè. Đây, nó mới bay qua cái cây này. Anh Vũ bảo là buổi tối ngày hôm nay hai anh em sẽ đi bắt cá, cho nên là bây giờ anh sẽ làm một cái vợt các bạn ạ. Tối sẽ dẫn tôi xuống biển bắt cá. Tối tôi có cá ăn rồi. Đây thì cái lưới này là hai anh em nhặt ở dưới biển nhá. Đây mới chỉ là cái túi lưới thôi, còn cái khung vạt nữa để buổi tối ngày hôm nay hai anh em chúng tôi sẽ đi vớt cá. Dê, sắp có cá ăn rồi. Đây còn một cái vạt nữa, mỗi anh em làm một cái luôn. Tôi đói quá mà không kiếm được gì ăn, thôi lại đi bắt ốc này về ăn vậy. Giờ thì luộc ốc lên để ăn nhá các bạn ơi. Vậy là xong cái vạt đầu tiên nhá các bạn ơi. Đấy, tối nay chỉ việc đi vạt cá thôi. Thì đang luộc ốc ăn rồi. Đói quá, sắp có cá ăn rồi. Cố gắng chịu đựng tới buổi tối nhá. Như các bạn nhìn thấy thì bên ngoài trời đã rất là tối rồi. Thì bây giờ hai anh em chúng tôi chuẩn bị đi lặn biển đây. Đây thì anh đang vá lốt một cái túi để đựng đồ hải sản. Tôi đã sẵn sàng để đi lặn biển bắt hải sản rồi các bạn ơi. Đây, đây là túi để đựng hải sản nhá. Đèn pin, kính, ống thở, đầy đủ hết tất cả dụng cụ. Đèn pin rồi, đi thôi. Đi. Anh em mình đi bắt hải sản thôi anh ơi. Lên đường. Lên đường thôi. Ok. Let's go. Được một con cá rồi các bạn ơi. Thank you.
Ôi các bạn ơi. Cá lóc. Được con cá lóc, nhưng mà cá lóc này mình làm gì biết chế biến. Được, ăn được không sao đâu. Em cũng được một con. Con này ăn không được. Thế á? Cá lóc đây ăn không được đâu, có độc. Ừ, sáng bắt được nhiều anh rồi, anh bắt được có mấy con cá à. Em bắt được một đống ốc nữa. Ừ. Đây được một con cá nữa này các bạn này. Đấy. Nó phình ra to quá rồi, không lấy ra được rồi. À, khí quá các bạn ạ. Nhìn bắt mặt được. Em nó có không đau hả anh? Nhìn mặt em nó mắc cười không? Răng này đừng có đưa vô nó cắn đó. Ok, đây là thành quả sau khoảng 30 phút hai anh em chúng tôi lội xuống để bắt cá và bắt ốc nhá. Thì anh Vũ được mấy con cá liền luôn. Còn tôi thì đa số là toàn bắt ốc luôn các bạn ạ. Quá trời ốc, chỗ này 2 cân ốc luôn. Đấy. Bây giờ mình tiếp tục xuống thêm 30 phút nữa đi. Quả của hàng mình nè mọi người ơi. Quá wow, chừng cá với ốc sò đủ loại hải sản luôn nè mọi người ơi. Còn sức để bê lên luôn ấy. Rất là nhiều luôn nha. Bây giờ mình sẽ thổi lửa lên để mà nướng với luộc mấy con ốc mấy con cá này ăn nha mọi người. Rất là nhanh, cho vào một lúc thôi là ốc đã sủi rồi. Bây giờ đun khoảng 20 cái loang như này là đủ bữa ăn tối ngày hôm nay rồi. Cá lóc này thì khả năng là thôi thả ra các bạn ạ. Ngoài ốc luộc ra thì còn bắt được thêm cả mấy con cá nữa các bạn ạ. Đây, đấy. Thì hai anh em chúng tôi sẽ lướng cá và luộc ốc nhá. Buổi tối ngày hôm nay sẽ ăn cưng đây nhá. Vậy là lướng xong, đây cho các bạn xem nhá. Đây là cá này. Đấy, rất là nhiều cá. Đây này là ốc với cả 1-2 con cua. Bắt được cả cua nữa luôn. Bây giờ thì hai anh em chúng tôi sẽ ăn nhá. Bữa ăn ngon đầu tiên sau 2 ngày lên trên đảo hoang sinh tồn. Đây, thịt cá. Wow. Mời mọi người luôn nha. Wow. Nó ngon, nó ngọt. Cái này gặm nguyên con luôn nè. Ui, nhìn ngon. Anh ăn thèm thế. Mời các bạn ăn cá nhá. Tôi đói quá rồi. Ôi, cá ngọt thơm ấy. Ôi, đã cái mồm thật sự luôn, đã cái bụng thật sự luôn. Tuyệt vời các bạn. Tiếp theo là tôi sẽ ăn ốc nha các bạn ơi. Ốc mặt trăng lạ ta. Con này hơi khó khèo ta. Rồi. Rồi. Đây là ốc mặt trăng hay còn gọi là ốc mắt ngọc đó. Nó phê thôi rồi các bạn ạ. Ui, đang đói xong mà ăn được một con ốc ngập mồm màu ngon thế. Nhiều quá ăn hết mà. Đúng rồi. Mình tích trữ nguyên liệu đồ ăn để lúc nào mà đói thì lại ăn tiếp. Đấy, rất là nhiều luôn. Vậy là kết thúc ngày thứ hai trong cái cuộc hành trình sinh tồn 10 ngày ở trên đảo hoang thì bây giờ cũng đã đỡ đói rồi nhưng mà cảm thấy khá là khát bởi vì đã 2 ngày rồi tôi không được uống nước. Ở trên đảo hoang này thực sự không có nước ngọt hay sao ấy các bạn ạ, không tìm thấy một nguồn nước ngọt nào luôn. Thôi bây giờ đi ngủ nhá, cố gắng ngủ. Chào buổi sáng các bạn nha. Bây giờ cũng là 7 giờ rồi nè các bạn ơi. Mình cũng đã dậy rồi nè. Sáng thì vẫn còn nằm ngủ nha. Tối hôm qua thì đống lửa nó vẫn còn cháy, nó còn bốc khói nè. Chị Sáng ơi. Nay dậy trễ ta. Có mệt không? Mệt quá anh ạ. Cố gắng. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi đấy. Khá khô quá cổ. Đúng rồi. Mình cứ trông chờ vào trời mưa. Nhưng mà hôm qua chỉ có một đám mưa bé tí à. Dạ. Không mặt... có nước mà mình không thể chống chịu nổi nữa. Mặt trời chói lóa thế này thì lấy đâu ra mưa.
Và bây giờ dắt sáng vào rừng, mình tìm một cái nguồn nước gì đó trong rừng ha. Cuối cùng 3 ngày rồi, ở trên đảo được 3 ngày rồi các bạn ạ. Mình uống lạ nhỉ, không có nước mà vẫn ở được tài ra. Nước rất là ít luôn á. Chứng tỏ là hai anh em chúng tôi gọi là sinh tồn ở trên này được giỏi. Nói chung ạ, có cố gắng lắm rồi đấy các bạn ạ. Buổi sáng ngày thứ 3 thì phải luộc ốc ăn đã các bạn ạ. Ăn ốc thì mới có sức để đi kiếm nguồn nước ngọt được. Thế hôm qua quay chắc là các bạn không nhìn rõ, ở đây cho các bạn xem được rất là nhiều ốc luôn này. Đấy, đây cho các bạn xem này, rất là nhiều ốc nhá, toàn ốc bự thôi. Luộc thêm hai cả con này nhá, hơi cháy các bạn ạ, mời các bạn ăn sáng nhá. Đấy, hơi cháy một tí nhưng mà không sao cả. Đấy, ngon quá. Ui, con này toàn thịt tươi ngon lắm các bạn ạ. Đây là con sò mai nè các bạn ơi. Nước này bị chín quá ha, bị cháy ha. Mời các bạn nha. Vô đây, tối quá rồi. Thịt nó ngọt, cũng ngon quá. Ngon quá trời. Ngọt. Cái con này nó lướng ăn ngon để anh nhỉ. Đồ gì lướng cũng ngon. Thôi anh em mình ăn lỗ chỗ ốc lại xong là đi kiếm nước ngọt đi, khát lắm rồi. Ở trên rừng này thì chả thấy nguồn nước ở đâu cả anh ạ. Có nước rồi sáng ơi. Đâu đâu đâu? Đây. Đấy là cái cây gì nước gì anh? Nước từ trong cây. À thế á? Sau nãy giờ lội đèo rất là mệt luôn rồi. Uống được luôn rồi anh. Đây để anh chặt thử xem có nước hay không nha. Đâu anh chặt thử xem có nước không? Đâu? Có nước không anh? Chưa, đợi xíu. À, nước chảy này các bạn ơi. Sáng uống thử không? Có. Thơm ngon đến từng giọt. Ui, nước này ngon lắm các bạn ạ. Uống hết đi anh chặt nữa. Không ngờ luôn đấy các bạn ạ, ở trong cái thân cây này lại nhiều nước như thế, nước nó chảy tông tỏng. Uống cho nó đã khác cái đây, cái dây này khi nó mình hết nước rồi không, mình cứ chặt tiếp nó sẽ ra nước tiếp. Đấy. Cái thân cây này nó có rất là nhiều lỗ nhỏ li ti như này thảo nào mà nó chứa được nhiều nước thế các bạn ạ. Đấy, vậy là tụi mình đã có vác được một số cây về nè mọi người, đem nước về già. Nhưng mà các bạn ơi, tôi vác mà nước nó cứ chảy xuống. Ê, đừng để nó bị nghiêng. Không là về không còn một giọt nào đó. Về tới chỗ chú ẩn mà chảy hết nước là nhịn đấy. Tụi mình đã uống no bụng rồi nhưng mà cái này đem về để dành nè. Rồi, về đến chòi an toàn. Thôi, bây giờ đi kiếm cái chai để dồn cái nước này vào tích trữ nhé các bạn ơi. Đấy. Có nước rồi. Đấy. Wow, nước nhiều quá sáng ơi. Thế này khả năng đem chai lên trên rừng lấy nước luôn này ạ. Tuyệt vời. Lần đầu tiên uống nước từ trong thân cây luôn đấy các bạn ạ. Nước này là tinh khiết 100% luôn. Thì cái bó củi vừa nãy tôi mang xuống ấy thì chỉ hứng được cưng đây nước thôi này các bạn này. Vậy là ngày thứ 3 hai anh em chúng tôi đã có nước uống, ăn ốc cũng đã ăn rồi. Bây giờ thì anh em mình đi ngủ để nghỉ ngơi, lấy sức. Chiều với tối lại đi mò ốc tiếp chứ. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy chỗ kia nhiều ốc lắm anh ạ, ăn không hết được đâu. Khả năng là thôi hôm nay anh em mình nghỉ ngơi đi. Hôm nay mình mò mình bắt con khác. Có con khác nữa hả? Đúng rồi, mà hôm qua mình bắt ốc nhiều, hôm nay mình bắt sò mai đi. Ok, ui là thế thì ngon. Thôi thế bây giờ phải đi ngủ để nghỉ ngơi rồi. Chiều tối hai anh em chúng tôi sẽ đi bắt sò mai nhá. Sáng đang làm cái gì đằng đẵng vậy ta? Tiếp đằng xa xa đằng kia. Ôi trời ơi, anh ấy đang ngồi giữa những tảng đá, không biết để làm cái gì ngoài đó ha. Wow, chắc là ngắm cá, ra ngồi tảng đá để mà ngắm cá hay là cho cá ăn, chắc là cho cá ăn rồi. Có vẻ như là có một cơn bão đang tiến lại gần phía chúng tôi, ở phía đằng kia mưa trắng trời rồi các bạn ạ. Thì bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ phải gia cố lại căn lều này để cho nó chắc chắn nhá. Không lát nữa mưa bão thì dột ướt hết người. Bây giờ thì phải dọn dẹp và gia cố lại lều đã. Sau khi gia cố xong thì tôi tranh thủ bổ được hai quả dừa các bạn ạ. Thì cái này là mọng dừa này rất là già rồi các bạn ạ.
ăn nó chỉ còn hơi ngọt ngọt một tí, xong lại hơi chua chua một tí. Nói chung là ăn cái mọng dừa này không ngon, nhưng mà vẫn cố gắng ăn nhá. Sáng đang đi nhặt những quả dừa về nữa kìa các bạn. Ở đây thì sáng đã có tách ra sẵn được mấy quả dừa nè, ăn rất là ngon luôn. Nên sáng quyết định đi tìm thêm để mà dự trữ thức ăn. Trên tay thì thấy sáng cầm được một quả dừa. Ôi, ôi cái gì vậy sáng? Cái đó là cái gì? Cái lon gì vậy? Wow, ở đâu có cái son đã quá vậy? Wow, nhặt được một cái son gì ở đâu đấy? Wow, cái son to quá sáng ơi. Kiếm được thêm một quả dừa với nhặt được cái son này. Cái son còn sử dụng được hay không? Son này là được anh ạ. Son này vẫn xài được. Để tối anh em mình luộc cá. Ủa cái son này to đó. Nhưng mà có một lỗ thủng anh ạ. Thủng rồi hả? Thủng. Thủng rồi làm sao mà xài? Có một lỗ thủng nè. Trời, cái này. Anh Vũ đang vá lại cái lồi nhá các bạn nhá. Đấy. Đấy. Vá được không anh? Liệu có ổn không? Được. Ok anh. Nó có nước vào, nước sẽ thấm ướt cái này, nó sẽ không có cháy miếng vải này của mình đâu. Bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ luộc ốc ăn để lấy sức đi lặn nha các bạn ơi. Đấy, trời rất là đẹp rồi. Cứ tưởng mưa nhưng mà thực ra hôm nay là không mưa nhá. Cứ trong trời mưa để lấy nước uống không à. Đúng rồi. Không cả có nước luộc ốc, toàn luộc ốc bằng nước muối thôi mọi người. Nước biển, luộc bằng nước biển luôn. Nhưng mà thà luộc bằng nước biển còn hơn là không có nước mà luộc. Ăn nó mặn mặn một tí nhưng mà nó vẫn ngon nhá các bạn. Nước hôm nay nhìn có vẻ trong hơn hôm qua nhá. Có khá là nhiều ngư dân đang đi đánh bắt này các bạn này. Ốc sôi rồi các bạn ơi. Bây giờ thì ăn để đi lặn biển thôi. Sôi hùng hục luôn. Gõ nó xuống một cái rồi. Ăn xong rồi, bây giờ thì hai anh em chúng tôi sẽ tiếp tục đi lặn để bắt cá nhá. Thôi đi lặn thôi các bạn ơi. Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ, hai anh em chúng tôi đã bắt cá lên rồi các bạn ạ. Đây này đấy. Các bạn. Đây, cho các bạn xem thì đây là một rổ cá luôn. Đấy. Đấy, một rổ cá đấy. À. Còn bên này là toàn xoài với cả ốc thôi. Quá chừng luôn. Wow. Nó đê rồi các bạn ơi. Nhưng mà thực sự rất là mệt rồi các bạn ạ. Tôi cháu hết cả mặt. Sóng nó đánh xong là người thiếu dinh dưỡng ấy, khá là mệt, khá là đuối rồi. Thì hai anh em hôm nay chỉ bắt được tương đây thôi nha các bạn nhá. Không bắt được nhiều lắm. Bây giờ thì cho vào lửa và nướng thôi. Ok. Bữa tối của hai anh em chúng tôi đây. Đói quá rồi. Cuối cùng có cá để ăn. Hôm nay thì bắt được rất là nhiều cá luôn. Cá nướng sắp chín rồi các bạn ơi. Thèm rõ rãi luôn rồi. Ngồi chờ cá nướng chưa chín, khát khô hết cổ thôi. Tôi lại uống lốt cái nước mà hồi sáng hai anh em vắt ra nhá, vắt từ thân cây ấy. Ui giời, uống được một ít nước rồi đã khát hẳn rồi. À. Ngon quá. Cái cua to đùng luôn đây. Ăn đi anh. Ăn được bữa cá này lấy lại sức tiếp tục sinh tồn đấy các bạn ạ. À. Cá vừa nướng xong, nóng ăn ngon thật. À quên. Mời anh ăn nhá. Quên mất không mời anh ăn. Mời sáng. À. Mời tất cả các bạn nha. Cá nướng nóng hổ, vừa hổ vừa ăn rồi. Tuyệt vời luôn. Nóng quá xong rồi. Vẫn còn nguyên một đống này. Nóng ơi là nóng nhưng mà hai anh em đói quá lên thôi kệ, nóng vẫn ăn các bạn ạ. Nhìn ra cho mình no nè. Có điều khát nước quá sáng ơi. Khát nước á. Hồi nãy còn có tí nước uống không đã. Nhưng mà đêm rồi anh em mình chả nhẽ lên rừng nguy hiểm lắm, đêm lên rừng nguy hiểm lắm, thôi cố gắng chịu mai. Cố gắng chống chịu tới ngày mai. Vâng. Ôi các bạn nhìn miếng thịt này.
Ngon. Cá nó béo, nó ngọt nữa. Chuẩn luôn anh ạ. Cá lướng nó thơm nữa. Ui, được miếng thịt như này có vẻ tuyệt vời không? Ngập mồm luôn. Đã cái bụng luôn. Không uổng công 2 tiếng đồng hồ lặn dưới biển bắt cá. Vậy là kết thúc ngày thứ 3. Bây giờ tôi sẽ đi ngủ. Dâu dài quá rồi các bạn ạ. Bữa ăn của ngày thứ 4 vẫn chỉ có cá thôi. Buổi chiều của ngày thứ 4 có vẻ như là trời sắp sửa mưa bão từ lơi rồi. Gió đang rất là to. Trời sắp mưa rồi, đằng kia mưa to đùng luôn. Mây đen kịt. Mưa thì rất là vui bởi vì là có thể hứng được nước. Nhưng mà cũng lại rất là lo sợ. Không biết là cái lèo này của hai anh em chúng tôi có chịu đựng được cái trận mưa này không. Nhưng mà mưa là có nước uống anh nhỉ. Đúng rồi. Mưa gió có... to quá, sợ gió này. Thấy chưa, rung gió bay luôn. Bay tung tóe hết các bạn ạ. Nhưng mà không sao cả, có nước uống là được anh ạ. Hy vọng là uống, mưa to. Uống toàn hai anh em toàn uống cái dây leo thì không thể nào mà đã khát được. Sắp chịu hết nở rồi sáng ơi. Không sao, lát nữa mưa anh em mình uống. Không có mưa là coi như mình mỏi cột luôn á. Hôm nay ăn gì, củ hủ dừa, ăn cái dứa, uống nước dây leo đủ thứ hết để cầm cự. Ăn cá. Tất cả chỉ để là cầm cự thôi. Phía đằng kia mưa to đến mức mà không nhìn thấy cái núi ở phía đằng đấy đâu cả. Mà ở chỗ tôi đang cầu mưa mãi chưa thấy mưa đây. Mưa đang tan rồi, hòn đảo bắt đầu hiện ra rồi các bạn ơi. Giống như ở tiên cảnh ấy. Phát ẩn phát hiện. Đảo lúc hiện lên lúc biến mất. Nhìn rất là đẹp luôn. Phía xa xa thì các ngư dân đang đánh cá kìa. Gió càng ngày càng to, khả năng là sắp mưa rồi, đi rút quần áo vào luôn. Gió rất là lớn luôn các bạn ơi. Mây đen đang kéo tới. Chắc là sẽ có một cơn mưa lớn lắm đây. Hy vọng là có mưa để uống nước, khát nước lắm rồi. Ngọn núi ở đằng kia lại chuẩn bị biến mất tiếp rồi kìa các bạn ơi. Này các bạn nhìn trời này, khả năng là chỗ tôi sắp mưa rồi. Phía bên đấy mưa, bên kia cũng mưa luôn. Nói chung là khi mà trời đen lại thì nhìn màu nước biển này đen xì luôn. Đảo ở phía đằng kia lại biến mất tiếp rồi các bạn ạ. Nó cứ phát ẩn phát hiện như thế là nhìn rất là lạ. Đằng kia kìa, đằng kia cũng mưa trắng trời luôn kìa. Hòn đảo kia cũng chuẩn bị biến mất kìa. Đấy. Cái hòn đảo chỗ này thì mất hẳn rồi. Giống như là bị chìm xuống biển rồi. Hòn đảo ở bên này thì đang bắt đầu bị biến mất một lửa. Thật sự rất là lạ luôn ấy. Sập lèo rồi. Ôi, sập lèo rồi, mưa tới. Gió hỏi chưa sập mà bị sập lèo rồi. Hai anh em dồn vào một chỗ là sập lèo rồi. Nặng quá, sập lèo. Trời ơi. Ôi. Sập không đúng lúc gì cả. Đúng lúc chuẩn bị mưa bão thì lại sập thế này. Giờ làm nào giờ anh ơi. À không, cây này dài, khả năng vẫn tới anh ạ. Ôi, đồ đạc của anh em đi. Anh Vũ đang chặt cây để gia cố lại cho nó chắc chắn. Mưa rồi mà chưa sửa cái giường xong nữa. Nước này. Cho tí nước thôi. Nước ngọt quá sáng ơi. Lấy cái chai, đúng rồi, lấy cái chai hứng. Mãi mới có nước ngọt các bạn ạ. Đúng rồi. Sau 4 ngày thì cuối cùng cũng có một trận mưa siêu to. Đang sửa giường, chợt nhớ ra là đang mưa thì chạy ra uống nước luôn. Đấy, mãi sửa giường quá là quên cả khát nước luôn. Ướt người các bạn ơi. Thôi, mưa to thì nước nó càng nhiều. Wow. Yeah.
tôi hứng được đầy chai nước rồi các bạn ơi. Vui quá. Ở bên này thì anh Vũ đang hứng nước vào cái bình to này các bạn ơi. Này cái bình to này thì sinh tồn thoải mái luôn. Tôi thì hứng được đầy một chai nước này rồi. Ghê. Ghê anh ơi. Ghê. Ghê. Vậy là có nước uống rồi. Và thêm một điều rất là vui mừng nữa là lèo nó không bị dột nhá các bạn ơi. Không hề dột một tí nào luôn. Ok luôn. Sau khi hai anh em chúng tôi gia cố lại lèo thì rất là xịn xò luôn. Thế này ở đây được một tháng ấy. Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi. Ngày thứ tư thì trời nó mới mưa và đã có nước. Thì khả năng là hai anh em chúng tôi chắc chắn sẽ sinh tồn được ở đây, vượt qua thử thách của anh Dưỡng 10 ngày luôn. Đấy, anh Vũ thì vẫn đang cố gắng để làm nào hứng cho được thật là nhiều nước có thể. Sao lại trèo ra bên ngoài thế, ướt người anh ơi. Chui vào trong đi. Tắm chén ơi. Ướt tắm được tắm nước cỏ chén ơi. Thôi em sợ lạnh lắm, căn bản là gió rất là to cho nên là em rất là sợ lạnh. Bên này nó chảy mạnh hơn này anh này. Khả năng bê bình sang bên này này. Nhưng mà nó chảy nhiều chỗ. Ui anh ơi, nó hắt hết vào củi rồi này. Hai anh em chúng tôi là có dụng cụ gì để hứng nước ngọt là đem ra hứng hết các bạn ạ. Cái lon để luộc ốc cũng đem ra hứng. Anh ơi rửa đi đã, mình lấy nước ngọt để uống mà. Thì mình phải rửa cho sạch một tí. Sạch cát đi, sạch nước muối đi, bây giờ sẽ hứng nước ngọt. Thế này thì anh nghĩ là sinh tồn được bao lâu anh ơi? Khi mà anh em mình đã có mấy bình nước ngọt liền. Chắc là mình sẽ chiến thắng được 10 ngày rồi đó. Trước mắt là 10 ngày sẽ chiến thắng. Chắc chắn là sẽ được 10 ngày rồi các bạn ạ. Bởi vì đồ ăn hai anh em chúng tôi lặn biển rất là nhiều. Và đây chính là thành quả sau một lúc hứng nước mưa của hai anh em chúng tôi. Cái bình này thì vẫn đang được trưng dụng để hứng nữa. Khả năng là đêm nay kiểu gì cũng đầy cái bình nước này luôn. Ui nước nó chảy ra ngoài, nước nó chảy mạnh quá các bạn ạ. Tôi phải làm lại để cho nó chảy vào bên trong. Đấy, gió nó cứ thổi ấy, thì thành ra là nước nó chảy ra ngoài các bạn ạ. Nhưng mà không sao cả, để đấy thôi, chạy nó. Bây giờ thì anh Vũ sẽ lấy ốc để luộc. Luộc ốc lên ăn. Có ốc luộc rồi. Ý thế anh. Hết ốc rồi à? Còn ốc. Này là ốc cũ. À. Mình ngâm 3 bữa rồi. Rồi, mới okay, thì còn okay. Kia kìa. Ok. Nhưng mà thế này hơi ít ta các bạn ạ. À, đây còn túi cá nữa, khả năng bỏ cá ra lướng thôi. Nhiều rồi, ăn quá. Cá này mình để dành được nè chắc ơi. Thế mình bỏ xuống đi không có ướt anh ạ. À, đang luộc ốc nhá, xong là dùng cái tấm này để che cho nó đỡ hắt. Ngồi đây cho ấm. Anh khả năng anh lau người đi anh ạ. Thôi không sao chắc ơi. Anh lấy được khăn lau người đi xong không à. Sao đâu. Mặc cái áo vào. Không sao. Lổi hết da gà này các bạn nhìn này. Đấy. Lạnh lổi hết da gà. Nhưng mà tay anh to thật. Tưới ấm. Mặc dù là lèo nó không bị dột nhưng mà gió rất là to và nó đã tạt ướt hết phía bên trên rồi. Ướt hết cái giường các bạn ạ. Nếu mà cứ tình trạng như này khả năng tối nay hai anh em chúng tôi sẽ không ngủ. Gió nó to ơi là to, nó tạt nước bắn khắp nơi luôn. Anh Vũ lạnh quá trốn nằm đây luôn. Xin ông trời một trận mưa mà ông cho gọi là bão luôn chứ không phải là mưa nữa rồi. Mưa quá to luôn. Bão, trời bão luôn rồi các bạn ạ. Ngoài biển sóng ảo mập luôn này sáng ơi. Đây các bạn này, ngoài biển này. Nước hôm nay còn không là rút luôn ấy các bạn ạ. Khói nó phả vào mặt, phả vào mắt, cay mắt quá. Anh Vũ phải đeo cái kính lặn này các bạn ơi. Chống khói. Ốc sủi ung ục rồi các bạn ơi. Wow, ngon quá. Mưa to sóng lớn, bây giờ cũng đã ngớt mưa rồi. Kết thúc ngày thứ tư tại đảo Hoang nhá. Bây giờ tôi sẽ đi ngủ. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. 8 giờ ngày mùng 10 tháng 9. Vậy là hai anh em chúng tôi đã trải qua ở trên đảo Hoang được 5 ngày. Thì buổi tối ngày hôm qua thì mưa bão gió rét khá là to, nhưng mà hai anh em chúng tôi cũng đã vượt qua. Bây giờ là buổi sáng của ngày thứ 5. Trời rất là đẹp. Ngày hôm nay thì không phải đi kiếm dây leo để uống nước nữa, bởi vì hai anh em chúng tôi đã hứng được nước mưa buổi tối ngày hôm qua. Ô anh ơi,
bình ốc của anh em mình đâu rồi? Đứt dây rồi. Này. Mới dỡ lên mà. Trời ơi, bình ốc của anh em chúng tôi. Ôi. Sóng nó đánh đâu mất bình ốc rồi. Bây giờ anh Vũ sẽ lấy bình ốc lên. Đó, bình ốc đó, đấy. Ui. Còn có mấy con à các bạn ạ. Trời ơi, ốc nó bò đi hết rồi. Hết sạch ốc rồi các bạn ạ. Cả chục ký ốc bây giờ còn có mấy con này. Đây, túi nó hở này. Chắc là ốc nó bò đi rồi các bạn ạ. Thôi không sao, có mấy con này cũng được rồi. Cứ ăn ngày hôm nay, buổi tối anh em mình lại ra mò tiếp. Buổi tối ngày hôm qua thì mưa gió rất là to, cho nên là đã tắt ngấm cái bếp của hai anh em chúng tôi rồi. Bây giờ phải chất lại cho cháy lên thì mới luộc được ốc các bạn ạ. Anh Vũ thì vẫn đang ngồi kia, không biết làm gì, khả năng là nghiên cứu sinh vật biển. Ở trên đảo hoang này rất là nhiều mối nguy hiểm rình rập ở xung quanh hai anh em chúng tôi, ví dụ như rắn, rết, bọ, thậm chí ngay cả một con muỗi nhỏ thôi cũng có thể trở thành mối nguy hiểm đối với hai anh em chúng tôi. Thật là may mắn khi mà trải qua 5 ngày rồi, hai anh em chúng tôi vẫn chưa có vấn đề gì. Tối hôm nay hai anh em mình ăn gì anh Vũ ơi? Thì mình chỉ có mỗi ốc thôi sáng ơi. Lại ăn ốc của anh. Em ăn ốc với cá nhiều ngán quá rồi, nhưng mà thôi vì sinh tồn vẫn cố gắng ăn ốc vậy. Em có muốn ăn món khác không? Có món khác hả? Bây giờ mình có nước rồi, hay ngày mai anh sẽ nấu canh chua cho mẹ ăn ha. Canh chua ngon thế á? Canh chua nấu bằng cái gì? Lại cá với ốc à? Canh chua mình nấu bằng cá, nhưng mà mình sẽ có rau đồ thêm vô nữa. À, có cả rau luôn, nhưng mà rừng này lấy đâu ra rau anh? Anh sẽ hái những cái gì ở trên rừng ấy, nấu canh chua cho mẹ ăn. Được. Đặc biệt là canh chua sẽ lấy vị chua của kiến vàng. Ui, kiến á, ăn kiến á. Phân chia nhiệm vụ đi, người bắt ốc, người bắt cá. Em toàn bắt được ốc thôi à. Ừ, bây giờ em bắt ốc, anh bắt cá. Nhưng mà sóng to lắm anh ạ. Hai anh em chúng tôi đã lên đồ xong, bây giờ thì đi lặn biển thôi. Nhiệt độ của nước ngày hôm nay cũng rất là lạnh luôn các bạn ạ. Thực sự rất là lạnh, sóng rất là to, nó đánh rất là mạnh vào người tôi. Tôi bắt được hơn một tiếng đồng hồ, tôi không thể bắt được nữa, lạnh lắm rồi. Cho nên là tôi quyết định là lên. Anh Vũ thì kia, đấy, đèn sáng sáng đấy. Vẫn đang cố gắng để bắt thêm được ít cá. Tại vì là biển nó động ấy, cá cũng không thấy đâu cả các bạn ạ. Anh đấy vẫn đang cố gắng để bắt thêm một ít nữa. Anh Vũ ơi, lên thôi. Không bắt được nhiều thì thôi, đừng cố anh ạ, lên thôi, lạnh lắm. Đấy, anh ấy vẫn cố, vẫn ham kìa các bạn kìa. Đây là cái điểm sáng một tí, anh ấy vẫn đang mò đấy nhá. Vẫn ham, vẫn muốn bắt thêm các bạn ạ. Đây, anh Vũ lên rồi đây các bạn ơi. Cho các bạn xem, anh Vũ cứ mò cố sau 2 tiếng đồng hồ này. Được vài đâu anh ơi? Này các bạn nhìn này, được có mấy con cá thôi các bạn ạ. Còn toàn ốc không à? Hôm nay biển động quá sáng ơi. Em bắt được có xíu ốc đây này, em nước, bắt được một tí ốc đây này. Nước đục quá. Thôi không sao, cũng đủ mình ăn hết ơi. Vài con, 1, 2, 4, 5, 6. Thôi cuộc sống mưu sinh mà anh em mình. Thôi anh thay đồ đi, không lạnh. Okay. Nước biển lạnh quá trời các bạn ạ. Chắt nước để luộc cá, ngày mai nấu canh chua nhá. Thì hôm qua mưa hứng được đầy một bình nước ngọt như này luôn. Chỗ nước ngọt này thì hai anh em chúng tôi có thể ăn được trong vòng khoảng một tuần nữa. Tức là hoàn thành thử thách vẫn còn nước ngọt luôn. Nước này là nước mưa do được hứng từ trên mái cho nên nó hơi có cặn. Nhưng mà không sao cả, miễn là nước ngọt là uống được rồi các bạn ạ. Là nấu được rồi. Thối rồi. Cứ nướng đi sáng ơi, không sao đâu. Thối rồi, ra ơi. Không, thôi nãy anh ngửi rồi. Nãy anh có ngửi mà. Mở miệng à, nướng đi, nướng đi. Lát cho sáng ăn con đó. Thôi, lật cá. Bởi vì lửa to cho nên là nướng nó rất là nhanh. Nóng lắm à. Cá này thì đã nướng dự trữ từ mấy hôm lọ rồi. Tức là dự trữ để ăn dần á. Hôm nay chỉ cần nướng lại là đã ăn được ngay rồi. Ok, bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ ăn cá nhá. 6 con, mỗi anh em 3 con đấy. Mỗi ngày chỉ được ăn 3 con cá như này để chống đói thôi đấy các bạn ạ. Anh ơi, ăn đi anh. Ngày sáng. Ok, em xin. Hai anh em chúng tôi lại ăn cá tiếp. Cả mấy ngày chỉ có ăn cá và ăn cá.
À đâu, cá ăn ốc nữa, đúng rồi. Miếng thịt nó khô đét luôn rồi, sáng rồi. Đúng rồi, mình nướng nhiều lần quá ấy. Thành ra bây giờ nó bị khô đét rồi. Hai anh em ở trên đảo hoang không có cái đồ cạo râu. Râu hai anh em đều dài hết rồi, 5 ngày không cạo râu rồi. Tuyệt vời. Vẫn ngon. Cái này nó thịt nó dai, nó săn chắc lắm. Ngồi ăn thịt nó dai, con cá lúc nào cũng ngon hơn. Wow. Cả một ngày có một bữa cá như này thực sự rất là tuyệt vời các bạn ạ. Phải ăn cái miếng thịt như này thì nó mới gọi là cảm nhận được hết cái vị của con cá. Cái miếng thịt dai như cá khô luôn, nhưng mà ăn nó vẫn còn vị ngọt của cá tươi, thực sự rất là phê, tuyệt vời. Tiếp theo là ăn lốt mấy con sò này rồi đi ngủ nhá. Mấy con sò thì chỉ ăn phút mốt là hết. Ok, vậy là đã ăn xong bữa tối ngày hôm nay. Bây giờ thì hai anh em chúng tôi sẽ đi ngủ, kết thúc ngày thứ 5 tại đảo hoang. Chúc các bạn ngủ ngon nhá. Trời lại mưa rất là to. Anh Vũ thì đang tiếp tục hứng nước. Buổi sáng của ngày thứ 6 ở trên đảo hoang, trời mưa mịt mù, không nhìn thấy gì cả. Gió nữa chứ. Hai anh em chúng tôi phải dùng cái tấm đệm ngủ để làm cái tấm che 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 đỡ gió hắt này các bạn này. Thực sự quá là lạnh luôn. Gió to quá trời. Ui. Hay là anh em mình kết thúc thử thách chứ trời thế này khả năng anh em mình không chịu được quá. Cố gắng lên sáng ơi. Lạnh quá. Lửa tắt rồi sáng ơi. Lửa tắt rồi, mưa gió lại không làm gì được cơ. Cuối cùng thì cũng đã nhóm lửa thành công. Đấy. Đêm hôm qua mưa không kịp rút quần áo rồi các bạn. Nói chung là mưa mình không biết luôn. Đến lúc mưa to rồi ấy, thì không kịp ra rút quần áo. Cho nên là quần áo ướt hết, không có quần áo để thay để mặc luôn. Phơi quần áo khắp nơi luôn. Chuẩn bị nấu canh chua kiến vàng thôi các bạn ơi. Không biết canh chua kiến vàng như nào ta. Kiến vàng đâu sáng, giờ mình phải đi bắt sáng ơi. Cứ bắt kiến vàng hả? Đúng rồi. Sao bắt kiểu gì giờ? Phải lên rừng nó sáng. Uầy. Đốt lửa một cái là ấm hẳn lên các bạn ạ, sướng hẳn luôn. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Trời sáng rồi thì có rất là nhiều kỳ tích xảy ra. Đi quanh quanh cái chỗ hai anh em chúng tôi trú ngụ thì tôi thấy có nước suối chảy rất là nhiều. Đấy. Đây, nước suối chảy quá trời luôn này các bạn này. Này, nước này thì tôi nghĩ chắc là nước ngọt thôi. Đây, để tôi uống thử xem nào. Nước ngọt thật các bạn ạ. Bây giờ thì hai anh em chúng tôi sẽ đi kiếm nguyên liệu để về nấu canh chua. Theo như anh Vũ nói là hôm nay sẽ nấu canh chua cho tôi ăn. Đâu nguyên liệu đâu anh ơi? Ăn thôi. À đây này các bạn ơi, tổ kiến vàng này. Lần đầu tiên tôi thấy tổ kiến vàng này các bạn này. Như củ hủ dừa. À thế là như ăn cây dừa luôn hả? Đúng rồi. À thế thì ngon, cây dừa ăn nó rất là ngọt luôn các bạn ạ. Ok các bạn ơi, đây là củ hủ của cây đục đỉnh nhá. Cái này thì ăn được luôn hả anh? Ăn được luôn xem. Để em ăn thử xem nào. Ngọt, ngon. Thế này mà từ hôm nọ anh không dẫn em đi chặt cây này ăn. Làm anh em mình cứ phải ăn những cái cây, những cái con ốc. Ăn ngán quá. Hôm nay mình mới có rau để ăn, chắc ăn này thay rau ha. Đúng rồi, ăn cái này thay rau các bạn ạ. Đây. Ra lấy kiểu gì? Bốc vào. Bốc vào hả? Thế để nó cắn em à. Ai à, nó cắn tôi. Ai à, ai à. Túm lại. Wow. Này, trời ơi, nó cắn. À. Không sao, vì miếng ăn sáng ơi. Có chui vô quần không sáng, cắn trong quần luôn sáng ơi.
Vậy là hai anh em chúng tôi đã kiếm đủ nguyên liệu để nấu canh nhá. Bây giờ thì đi về nấu canh thôi các bạn ơi. Còn đây là canh cá mà ngày hôm qua hai anh em chúng tôi đã luộc sẵn rồi. Để hôm nay nấu canh thì bây giờ tôi sẽ cho vào đun lại nhá. Khó làm khi mà thiếu thốn dụng cụ như là thau và... Ở đây không có thau các bạn ạ. Không kiếm được cái thau nào cả. Cho các bạn xem kiến vàng nhá. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiến vàng và cả nhộng của kiến vàng luôn đấy. Và đây là kiến vàng sau khi đã chế biến xong. Thì phía bên này chính là cái củ hủ. Còn đây chính là cá nhá các bạn ơi. Canh sủi rồi, bây giờ sẽ đổ kiến vào thôi. Wow. Wow. Vậy là đã nấu xong nồi canh chua kiến vàng. Dụng cụ ăn uống thì toàn đi nhặt ở ngoài bờ biển hết. Cho các bạn xem đây là bát canh chua kiến vàng của mình. Đó. Wow wow. Wow. Các bạn thấy thế nào? Wow. Wow, úi chan chan chan. Hay là nóng. Được không? Được rồi anh ạ. Mời các bạn ăn nhá. Bây giờ tôi sẽ ăn thử luôn. Nhưng mà ăn nó chua chua, xong là nó lại ngọt ngọt của cái củ hủ này. Ăn nó rất là lạ miệng. Nói chung là ngon. Đang đói thì kể cả nhạt tuẹt ăn cũng ngon các bạn. Mời các bạn ăn nhá. Hấp thở miếng nước súp về sáng. Hơi nóng anh ạ. Chua chua, ngọt ngọt, xong lại có hương vị của cá nữa. Tuyệt vời. Ui, không cho bất kỳ một gia vị gì luôn mà ăn thực sự rất rất là ngon các bạn ạ. Ở trên đảo hoang được ăn canh. Sau 6 ngày ở trên này chỉ ăn ốc với ăn cá thôi. Thì đây là lần đầu tiên mà tôi ăn canh ở đảo hoang này đấy. Canh ngon không? Ngon anh ạ. Ngày mai anh sẽ nấu món canh khác cho chú mày ăn. Ui, lại có canh khác nữa. Ok, anh sẽ lên gần đảo khoai. Tuyệt vời anh ơi. Sắp có canh khác ăn nữa rồi các bạn ạ. Canh chua kiến vàng còn có cả cá nữa cơ các bạn ạ. Ui ngon. Cơ mà em thấy có cả xương rồi. Ừ, đúng rồi. Anh cẩn thận. Giờ cá mình nấu hơi bị chín quá đấy. Giờ nó nhường cá rồi. Ngon quá sáng ơi. Trời mưa lành lạnh ăn cái này ấm ấm thì nó quá đã luôn. Ê à, ăn xong rồi các bạn ơi. Lần đầu tiên sau 6 ngày lên đảo tôi được ăn lo như thế này đấy. Mặc dù là đa số là húp nước nhưng thực sự bây giờ rất là lo. Mỗi ngày chỉ cần một bữa như này thôi là sinh tồn thoải mái rồi anh ạ. Phê thật. Lâu lắm rồi mới được ăn một bữa lo lê như này. Hôm nay thì biển có vẻ không động cho lắm và nước khá là trong. Đây, đây cái chỗ này điểm sáng con đây này. Đấy. Điểm sáng con đó chính là anh Vũ đang bắt đầu mò cá rồi nhá. Còn tôi thì bây giờ mới bắt đầu xuống đây. Nước khá là trong đấy các bạn ạ. Tiếp tục cuộc hành trình đi săn bắt cá để sinh tồn thôi các bạn ơi. Và đây là thành quả sau hơn một tiếng đồng hồ đi lặn biển của tôi. Cho các bạn xem bên này là cá của anh Vũ đã bắt được. Thì anh Vũ cũng không bắt được nhiều cho lắm. Ngày hôm nay thì cũng không được nhiều. Chủ yếu là bắt được thêm mấy con cua này. Đó. Đây. Nè, cho các bạn xem này. Đây. Được mấy con cua này. Với một ít cá. Nói chung là cũng đủ hai anh em ăn rồi. Mỗi lần đi lặn biển xong lên là đều phải ngồi vào đống lửa cho là ấm người luôn. Thì bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ lướng lên, sau đó thì ăn một vài con rồi cất đi làm lương thực dự trữ nhá. Trời thì đang bắt đầu đổ mưa thì phải các bạn ạ. Bắt đầu có những hạt mưa rơi rồi. Thì trời lúc chiều nhìn rất là âm u, thì tôi cũng đã dự đoán là buổi tối ngày hôm nay chắc chắn sẽ có mưa. Không biết là mưa to hay là mưa bé đây. Sau khi lướng cá và ăn xong thì hai anh em chúng tôi đã nấu cái nồi canh cua nhá các bạn. Đấy, có mấy con cua thì cho cua vào trong này để hấp lên. Luộc lên, ngày mai sẽ nấu riêu. Quá là tuyệt vời luôn, ngày nào cũng có canh để ăn luôn. Bây giờ thì đi ngủ thôi.
Ôi trời ơi các bạn ơi. Ui ôi đen xì đen xịt luôn này. Ui ôi đang ngủ sáng ra, mới 5 giờ sáng thôi đang ngủ tự nhiên bão nó kéo đến. Thì lúc đấy mưa to thì hai anh em chúng tôi phải tranh thủ chạy ra để cột lại lèo, cố định lại lèo, cho nên là không có quay được cho các bạn xem cái lúc mà gió to nhất ý. Đấy. Đấy. Đấy, 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 phật phùng ấy. Thì bây giờ lúc mà ngớt mưa, đỡ mưa rồi thì hai anh em chúng tôi mới cầm được cái điện thoại để quay đấy các bạn ạ. Trời ơi, các bạn nhìn cái trời kìa, cơn mưa này. Có khác nào bão đâu, bão này bão cấp 11 rồi các bạn ạ. Này, ui dồi ôi, ai cứu tôi với. Ôi, anh Dương ơi, ra cứu em về anh Dương ơi. Trời ơi, nhìn cái cơn bão sợ quá anh ơi. Cố lên Sáng ơi. Cố lên Sáng ơi. Ui. Anh Minh em mình đu cái lều lại đi, nó không bay được đâu. Không ra anh ơi, buộc chắc chắn rồi anh yên tâm. Nhưng mà nhìn cái cơn bão này sợ. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi đấy các bạn ạ. Lát nữa mới là bão thật sự. Đang ngủ ngon giấc đùng cái xong mà mưa oà luôn. Ơi lạnh thế. Mưa to mới thấy cái lèo nó dột khắp mọi nơi rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, dột khắp nơi luôn. Đáng sợ quá các bạn ạ. May mà gió nó còn đỡ đỡ rồi đấy. Vậy là đã vượt qua cơn bão. Mặc dù là vẫn có dột một chút ít, nhưng mà không sao cả. Anh em chúng tôi đã vượt qua cơn bão rồi. Anh Vũ thì đang ngủ rồi nhá các bạn. Tôi ngồi canh trời mưa. Cá không Sáng? Em có à. Sao... Ui cá vẫn nóng hổi à? Anh nước hơi quá lửa. Hơi bị khét. À hơi cháy một tí. Đây còn đây nữa này. Anh em mình ăn sáng đi. Sướng quá trời các bạn ạ. Ngủ dậy một cái là được anh Vũ nướng cá cho ăn luôn rồi. Chắc là cũng có khá là nhiều người tò mò rằng là tại sao mà anh không đi lặn buổi sáng cho nó an toàn. Thì thực ra là nếu mà lặn buổi sáng cũng được rồi các bạn ạ. Nhưng mà lặn buổi sáng thực sự rất là ít cá và ít ốc. Ngoài ra thì lặn buổi sáng ấy, cá nó chạy rất là nhanh, rất là khó bắt nữa. Cho nên hai anh em chúng tôi mới quyết định là lựa chọn buổi tối lặn. Thứ nhất là cá, con cá buổi tối nó ngáo ngáo, nó không chạy, cho nên là dễ hơn. Và buổi tối thì ốc nó cũng ra ăn rất là nhiều, cho nên là nhiều ốc để bắt. Chứ buổi sáng thì anh em chúng tôi chả muốn đi bắt vào buổi sáng. Lúc nào mà trời nó bớt lạnh lạnh tôi sẽ đi bắt buổi sáng em có được cái gì không nhá các bạn nhá. Sợ là hôm nay biển động khả năng anh em chúng tôi lại không đi lặn được rồi. Ăn cá nhiều ngán rồi, bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ lên đường để đi đào khoai nhá các bạn ơi. Hả? Cái túi ốc của mình. Ui túi ốc của tôi tận đây này các bạn ơi. Từ tiếp đằng kia. Trời. Thôi không sao. Để ra đây vậy. Tí và anh em mình lại lấy vậy. Đấy, túi ốc nó lại bị đánh ra tận đây. Rồi, phải đi đào khoai đã. Chắc phải đi kiếm được hơn 30 phút rồi mà chưa tìm thấy cái dây khoai nào để đào luôn á. Trên này tối tối cơ. Nhìn cảm giác âm u thế. Cái sợ sợ kiểu gì ấy các bạn ạ. Không tìm thấy khoai rồi các bạn ạ. Khả năng là đi kiếm cái đồ khác ăn thôi. Đi lên rừng đào khoai mất bao nhiêu sức nhưng mà cuối cùng lại không tìm thấy cái củ khoai nào luôn. Nhưng mà nó dễ cháy, mình đốt nó dễ cháy rồi. Hai anh em chúng tôi giờ sẽ vác củ về nhé. Đem củ về để đốt. Leo rừng mệt, ngứa quá rồi. Vừa về tới lèo. Bây giờ thì tôi phải đi tắm rửa một cái thôi. Xuống biển tắm nhá các bạn ạ.
đói quá các bạn ơi. Thì mấy con sò mai này sẽ là bữa tối của hai anh em chúng tôi nhá. Hai anh em chúng tôi ăn mấy con này sau đó thì đi nghỉ ngơi. Cơn mưa lại tiếp tục kéo đến. Trời ơi, mưa bão liên tục ấy, ngoài biển thực sự rất là nhiều mưa luôn, ngày nào cũng mưa. Mấy ngày đầu thì khát khô hết cổ, không thấy mưa giọt nào, xong là mấy ngày sau là bắt đầu mưa như chút nước. Bây giờ là 7 giờ tối, ngày hôm nay hai anh em chúng tôi sẽ đi mò ốc sớm một chút, sau đó thì sẽ lên ăn tối sau nhá các bạn ơi. Hôm nay mò ốc sớm một chút rồi lên sớm, nghỉ sớm, không thì khá là lạnh. Thời tiết trời bây giờ rất là lạnh rồi, đang nổi gió rồi, sợ lát nữa lại mưa nữa cơ. Đừng nhèo chứ anh. Đưa cái vạt em kéo lên. Em xem nào. À, nhiều cá thế các bạn ơi. Cá. Wow. Quá trời cá luôn này. Đúng rồi, cá. Mấy con cá này ăn béo. Ngon. Đi đây, đây. Đây cái gì? Một em bạch tuộc. Các bạn ơi, ui được con bạch tuộc luôn này. Ui được bạch tuộc luôn. Thế thì cho vào thịt luôn như gì đó. Ui ôi, lâu lắm rồi. Hôm nay là ngày thứ 7 rồi mới bắt được con bạch tuộc đầu tiên. Con này nó hít rồi. Nó hít vào tay hả? Đưa tay đây. Thôi. Ôi, nó hít này. Thôi anh tắm đi xong là làm thịt. Thử đi sáng. Thôi, thì em sợ lắm. Còn đây là xoang cua luộc từ lúc sáng. À đâu, từ hôm qua chứ. Từ hôm qua hai anh em chúng tôi luộc cua tính để hôm nay ăn ấy. Thì tính là bây giờ lặn xong là lên ăn cái cua này, nước cua này cho nó nóng. Về đêm ở trên đảo hoang này rất là đáng sợ, khi mà ở xung quanh lều của hai anh em chúng tôi có rất nhiều rắn xanh. Và đây là bữa ăn tối của hai anh em chúng tôi. Bây giờ thì hai anh em chúng tôi sẽ ăn nhá. Cái súp tua nó dai, nó hơi tanh tanh một chút các bạn. Một phần cá thì sẽ lướng, còn một phần cá ở đây thì sẽ luộc lên. Luộc lên để ngày mai tiếp tục nấu canh chua. Canh chua kiến vàng tiếp. Đầy một xoang cá luôn các bạn ơi. Wow. Vậy là tôi đã nướng và luộc cá xong. Thì bây giờ cũng đã là gần 12 giờ đêm rồi các bạn ạ. Kết thúc một ngày thứ 7 ở đảo Hoang, chuẩn bị bước sang ngày thứ 8 rồi, sắp sửa hoàn thành thử thách. Cố gắng. Giờ thì đi ngủ nhá. Buổi sáng ngày thứ 8 tại đảo Hoang này. Ngày hôm nay thì mưa bão, xong là gió cực kỳ to, gió cuộn khắp xung quanh lèo hai anh em chúng tôi luôn. Ướt hết cả cái lèo luôn, hắt tạt ướt cả người cả lèo luôn. Thực sự rất là khó khăn các bạn ơi. Càng về cuối thử thách thì lại càng khó khăn. Ai đó cứu anh em chúng tôi với. Lạnh thế. Mưa thì mưa nhưng mà vẫn không thể quên ăn được các bạn ạ. Tôi đã lướng lại cái số cá này và đang đun lại cái nồi canh cá đây. Thì trời mưa chưa đi kiếm được cái đồ gì để cho vào trong cái xoang canh cá này cả. Mới chỉ có canh cá không thôi. Giờ thì hai anh em chúng tôi sẽ ăn cái số cá này nhá. À quên, ăn mấy con xong còn lại lại cất đi để làm thức ăn dự trữ tiếp. Đây là tấm bạt mà hai anh em chúng tôi đã nhặt được ở bãi biển. Thì chăng vào đây để che mưa, che gió ấy các bạn. Cái bạt này thì bị thủng khá là nhiều lỗ, nhưng mà ít ra thì nó vẫn che được gió. Đây là khung cảnh nhìn từ biển, nhìn vào phía lèo của hai anh em chúng tôi. Đấy, cái lèo của hai anh em chúng tôi đã dựng được khoảng 8 ngày và vẫn là rất là kiên cố, chắc chắn trước những cái đợt mưa bão ở ngoài biển này. Thực sự mưa bão ngoài biển rất là to à. Phía bên này là một bờ biển rất là đẹp này. Ở đây có một khúc gỗ mới được sóng đánh dạt vào bờ ngày hôm nay. Quay gần những con vẹn biển cho các bạn xem. Không biết là cái con vẹn biển này nó có ăn được không ta. Nếu mà ăn được thì bỏ ra ăn luôn. Tôi thử chạm này. Ấy. Chạm vào cái nó ngậm miệng lại luôn các bạn ạ.
Này. Đó, chạm vào cái là ngậm miệng lại luôn. Rất là nhiều con vẹn biển nha các bạn. Đôi dép đi biển để bảo vệ chân của tôi sau 8 ngày thì bây giờ nó cũng đã bị rách rồi này. Hôm nay là sẽ ngủ ngon rồi, không sợ mưa nó hắt, gió nó tạt nữa rồi. Anh Vũ đã buộc rất là chắc chắn, che mưa, che gió luôn. Không kiếm được rau thì anh em chúng tôi ăn canh cá không vậy các bạn ạ. Mời các bạn ăn tối với tôi nhá. Bữa tối hôm nay thì chỉ có cá luộc thôi. Nhạt lắm. Đúng thật các bạn ạ, nhạt lắm. Nhưng mà thôi ăn tạm để duy trì cuộc sống mà. Vị ngọt của con cá nó ra hết nước rồi, chả thấy ngọt tí nào cả. Mình ăn cá xong lát mình húp nước vô sáng. À quên, biết thế đi bắt kiến vàng vào cho tạm thì nó chua chua có vẻ. Chiều tối quá rồi, có bắt kịp đâu sáng. Chiều mình sửa cái liều là trời gần tối rồi. Cá luộc nhạt quá, làm con cá lướng ăn cho nó ngọt miệng các bạn ạ. Đúng là cá lướng có khác, ăn nó ngọt thật. Ngọt ơi là ngọt, mà cá luộc ăn nó nhạt ơi là nhạt. Vậy là kết thúc bữa tối của ngày thứ 8 tại đảo Hoang. Bây giờ thì dọn dẹp rồi đi ngủ cho nhanh hết ngày. 7 giờ sáng ngày 14 tháng 9. Vậy là hai anh em chúng tôi đã ở trên đảo Hoang được 9 ngày rồi các bạn ạ. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. À đâu, 1 ngày nữa là hai anh em chúng tôi sẽ hoàn thành thử thách sinh tồn trên đảo Hoang. Anh Vũ thì vừa luộc ốc xong này các bạn này. Đấy, buổi sáng thì hôm nào trời cũng mưa như này hết. Mấy hôm nay ngày nào trời cũng mưa. Luộc xong rồi hả anh? Thôi bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ ăn sáng. Đấy. Trời mưa quá trời à. Không nhìn thấy mấy hòn đảo đâu hết các bạn ạ. Anh em của tụi mình chuẩn bị đi lặn nè. Đây chuẩn bị đây để bắt hải sản tiếp nha. Có ngoài xa xa kia nữa có một cái hòn đảo, có cục đá giữa biển kìa. Anh em tụi mình quyết định bơi ra ngoài đó nha. Lần đầu tiên đi lặn biển vào ban ngày luôn. Đúng rồi, chúng tôi bơi ra xa rồi xa. Nước biển hôm nay hơi lạnh ra. Mát thôi Trang ơi. Trời lắng nhưng mà tôi vẫn thấy hơi lạnh. Let's go. Đây là thành quả mà hai anh em chúng tôi ra tận bên ngoài một cái hòn đá lổi ở giữa biển để bắt này các bạn này. Rất đây. Là nhiều đây một là... đống con sò này, còn đây là con vẹn này. Vẹn xanh. Vẹn xanh. Đây là sò mai. Còn được một túi sò mai luôn. Đây. Bao cân đây? Ui nhìn anh sách nặng lắm. 5-6 cân gì đấy. Ok. Thôi chuẩn bị nghỉ ngơi một tí rồi anh em mình lướng thôi. Ta-da ta-da. Hôm nay hai anh em chúng tôi sẽ ăn lướng BBQ tại đảo Hoang. Thì đây chính là cái bộ lướng BBQ do anh Vũ thiết kế. Đấy, bên dưới là cục than này, phía bên trên chính là bếp lướng. Thì đây là cục thịt của con sò mai nhá các bạn. Thì sò mai nó khá nhiều cát cho nên là hai anh em chúng tôi đã làm sạch và lấy cái cục thịt này để lướng ăn. Bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ ăn thịt lướng nhá. Cái này ăn sống được cái sáng ơi. Nhưng mà em thấy người ta toàn vắt chanh người ta ăn thôi. Mình không có chanh thì mình ăn tái tái đi sáng ơi. Rồi mình lướng ăn đi. Nè, nướng như nè, tái tái mình không có dầu ăn ha, có dầu ăn mình chế vào. Ngon quá. Bếp lướng của hai anh em chúng tôi xịn sò chưa các bạn ơi. Đấy. Quá xịn sò luôn. Tao thấy gì là ăn được nè sáng. Này. Thôi em ăn chín cơ. Ở ngoài đảo hoang này mà bị toảng 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 là không được đâu.
gì là ngon nè, gì thịt ăn mới ngọt. Anh ăn đi các bạn nha. Thế nào anh? Nó có vị mặn mặn của biển à, ngọt thịt của sò à. Ngon lắm Sáng ơi, ngon. Tái tái vậy là mình ăn được rồi, không cần chín đâu. Không, em ăn chín cơ, em ăn được chín rồi. Hết. Được rồi. Cái gì em ăn chín? Chín thì để lâu xíu, đấy, thấy nó teo lên chưa? Đổ hết vào đi anh đây ạ. Nè, cái cục này chưa chín nè, thấy nó to không? Khi chín nó sẽ teo nhỏ lại như vậy này. Đúng. Nhìn cái bếp nướng xịn hơn cả ăn nhà hàng. Mời các bạn ăn sò mai cùng với tôi nhá. Thịt sò mai nhìn có vẻ ngon quá. Uầy, cái thịt này của con sò mai ngọt thế, ăn nướng kiểu này ngọt vãi. Ngon. Bây giờ là 12 giờ đêm của bữa tối ngày thứ 9 rồi nè mọi người ơi. Tụi mình đã ở đây được 9 ngày rồi, chỉ còn một ngày nữa thôi là tụi mình sẽ hoàn thành cái thử thách này rồi. Thử thách rất là khó khăn nha. Sáng mệt quá ngủ rồi, không biết ngủ rồi chưa. Sáng còi xương ơi, ối lộn, sáng tiền xu ơi, sáng tiền xu. Râu ria bợm sợm, da thì đen thùi lùi như con táo vậy á. Mới ở trên này có mấy ngày thôi, ốm còi xương luôn rồi mọi người ơi. Tụi mình mỗi ngày chỉ ăn có hai cử qua loa, sống qua ngày thôi à. Chờ đến ngày kết thúc nè, tụi mình cũng rất là đuối rồi đó. Đến cái ngày thứ 9 là cũng rất là dữ dằn lắm rồi đó. Thôi bây giờ mình cũng xin phép đi ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Mưa các bạn ơi, mưa to quá. 5 giờ sáng. Lạnh thế. Vác gỗ về để làm củi. Hết củi rồi. Sau mấy ngày đốt liền tù tì thì tối hôm nay đã bắt đầu hết củi. Ngày cuối cùng vác thêm một vài khúc về để đốt. Sắp hoàn thành thử thách và sắp rời khỏi đảo rồi. Cho nên bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ dọn dẹp lại cái khu vực mà anh em chúng tôi đã bày bừa ra nhá. Thì cái đảo này rất là nhiều rác, không thể làm mà dọn hết được. Thì anh em chúng tôi sẽ chỉ đóng góp một phần là dọn cái khu vực này thôi nhá. Các bạn ơi, tổ ong là ai? Tại mình mới vào rừng, mình đi vòng vòng, mình kiếm hoa quả, trái cây gì đó ăn. Mà mùa này không có trái cây, có được tổ ong. Ngon quá nhỉ. Nhưng mà không có khối để mà dụ nó, nó bị nó chích vào tai một mũi rồi. Đau quá. Đâu, các bạn nhìn tổ ong là ai? Ông ruồi. Ông ruồi. Ông ruồi. Sáng thử đi. Đi sinh tồn mà có cái này là năng lượng nhiều lắm Sáng ơi. Mấy con ong con đó mình vẫn ăn được này. Mời các bạn nha. Ui. Ngọt. Ui. Mày thánh. Mời các bạn ăn tổ ong cùng với tôi nhá. Ngọt. Ui nó ngọt. Tổ ong rừng có khác các bạn ạ. Ngon tuyệt vời. Thế này mà anh em mình mà kiếm được cái lúc mà mới lên đảo thì tuyệt vời nhỉ. Đây đang cái nhộng con cho. Cái nhộng này chắc béo ngậy. Béo chắc à. Ăn cái con ha, ăn cái mật ngon lắm. Anh Vũ bị ong tích các bạn ạ. Thích lộn không tài. Không sao. Phấn hoa ăn đẹp da sáng. Yeah. Ăn cho bớt đen khác. Thì tôi với anh Vũ sẽ tút bóng
làm nào để cho bóng vào cái gôn kia. Và thử thách này chỉ chơi đúng một lần sút, không sút vào gôn. Uống nước biển. Sút. Yeah. Đúng lên luôn, chậm vô. Còn chậm. Rồi. Đây, mời sáng. Đây, đây là nước biển của anh Vũ. Uống đi anh uống luôn đi. Kinh đấy. Ok, vậy là xong thử thách rồi đấy. Đấy, bạn nào muốn mua giày PHD Sport này thì liên hệ qua fanpage PHD Sport dụng cụ thể thao chính hãng nhá. Xó mai lần này thì cực kỳ to luôn các bạn này. Đấy, khổng lồ luôn. Mỗi con này tính ra ít ít cũng phải 20 một con. Một bữa ăn này của hai anh em chúng tôi hết phải 200.000. Đó. To đùng luôn. Ăn đi anh. Mời các bạn nha. Ngọt tuyệt vời. Ngon. Vậy là hai anh em chúng tôi đã ăn xong. Lướng thì lâu mà ăn thì nhanh hết thế. Ăn độc 3 phút cái hết sạch rồi. Thôi bây giờ tôi đi ngủ đây. Chuẩn bị kết thúc ngày thứ 10 ở trên đảo hoang. Sắp sửa hoàn thành thử thách rồi. Sắp sửa hoàn thành thử thách rồi. Sắp sửa được về nhà rồi. Bây giờ thì anh Vũ sẽ nấu bữa tối nhá. Bây giờ đói lắm rồi các bạn ạ. Lúc trưa ăn hơn chục con sò mai nhưng mà vẫn đói. Thì hôm nay hai anh em chúng tôi sẽ ăn cái con này gọi là con vẹn. Vẹn luộc chín rồi. Bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ ăn tối nhá. Ăn tối cho sớm. Ngồi vừa ăn tối vừa ngắm bình minh. À lộn, hoàng hôn chứ. Chưa ăn hấp bao giờ các bạn ạ. Chưa ăn luộc bao giờ. Bây giờ ăn thử luôn. Mời các bạn ăn nhá. Ăn luộc vẹn biển kiểu này ăn béo lắm các bạn ạ. Anh Vũ không ăn đi, em ăn hết của anh ấy. Ăn chứ. Ăn mình đau bụng hết sáng ơi. Rồi sáng giờ ăn thấy ngon quá. Coi nè, coi nè. Các bạn coi nè. Trời ơi, thứ gì mà chịu nổi. Quá đã luôn. Vô. Vô. Ngọt, ngon, béo quá sang rồi. Ăn con vẹn biển này ngon này các bạn. Sướng hơn là ăn con ốc với cả con sò. Chứ ăn mấy con kia cát lắm. Ăn con này không có cát. Đi bắt cá thôi các bạn ơi. Được con cua đầu tiên. Các bạn ơi, được con cua đầu tiên. Ơi, đâu rồi? Thank you.
lạ ca. Ủa bữa nãy thả xuống đi giúp hả? Bây giờ đã là 9 giờ đêm của ngày thứ 10 ở trên đảo Hoang. Hôm nay thì ăn uống sớm quá các bạn ạ, cho nên bây giờ đã cảm thấy khá là đói rồi. Nhưng mà thôi không sao cả, ăn thế thôi cũng được các bạn ạ. Bây giờ đi ngủ nhá, đi ngủ để cho nó hết ngày, ngày mai là hoàn thành thử thách rồi. 4 giờ sáng, buổi sáng cuối cùng ở trên đảo Hoang, trời lại bắt đầu mưa. Nắng rồi. Đây sẽ là buổi sáng cuối cùng mà anh em chúng tôi còn ở trên cái đảo hoang này. Bây giờ thì sáng bắt đầu bỏ ốc vô cái nồi nè các bạn. Đây là cái cử ăn cuối cùng của tụi mình ở trên đảo. Nhưng mà chỗ này nhiều lắm anh ạ, khả năng anh em mình ăn không hết đâu. Không vừa cái nồi đâu, sáng giờ mình cho luộc mấy lần ha. Giờ mình ăn trước một nồi đi sáng ơi, bình thường mình anh em mình ăn một nồi này là no rồi đó. Đây có con ốc này to. Bây giờ hai anh em chúng tôi sẽ ăn ốc rồi ngồi chờ anh Dưỡng ra đoán thôi. Hai anh em chúng tôi đã ăn ốc xong rồi, giờ còn rất là nhiều ốc chưa cả luộc đến. Số ốc này làm nào anh? Thả đi sáng ơi. Thả đi hả? Không hết rồi sao giờ? Đằng nào anh em chúng tôi cũng chuẩn bị về rồi. Ờ thế thôi thả đi nhá. Ờ thế đi, đem đi thả đi. Phóng sinh ốc nhá các bạn ơi. 11 giờ tròn. Vậy là hai anh em chúng tôi đã hoàn thành thử thách sinh tồn ở trên đảo Hoang 10 ngày. Dê. Không thể tin được. Đúng là không tin được anh em mình ở trên đảo Hoang này được 10 ngày luôn đấy. Vậy là anh em chúng tôi đã hoàn thành thử thách rồi. Yeah. Nhưng mà vẫn chưa thấy anh Dưỡng ra đón. Chưa thấy anh Dưỡng đâu cả. Đảo trên đảo thì vẫn vắng thôi à. Đằng kia còn cơn mưa đang kéo tới. Hoàn thành thử thách. Thôi anh ơi, chắc là anh Dương đang ra đón rồi, chờ một tí nữa đi. Hoàn thành thử thách rồi nhá các bạn ơi. 11 rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy anh Dương ra đón anh em chúng tôi các bạn ạ. Có khi nào anh Dương quên anh em chúng tôi ở ngoài đảo hoang này không? Các bạn bảo anh Dương ra đón tôi về đi. Hoàn thành thử thách rồi mà vẫn chưa thấy ra đón gì cả. Help me. Help me. Chả thấy anh Dưỡng đâu. 12 giờ rồi vẫn chưa thấy anh Dưỡng vào đón. Khả năng là anh Dưỡng quên anh em chúng tôi ở ngoài đảo rồi. Thật đấy, anh Dưỡng khả năng quên anh em mình rồi. Còn sao giờ sáng sao mình vô được? Lại mưa to rồi các bạn ạ. Ngoài biển lại mưa rồi. Các bạn ơi, anh Vũ đang làm khỉ leo cây. Anh ơi cẩn thận rắn xanh đấy. Lại còn chặt cái ống tre ra giả vờ làm ống nhòm chứ. À, thế là đang ngồi canh để chờ anh Dưỡng ra. Không thấy lần nào hết. Em bảo rồi, khả năng là anh Dưỡng quên anh em mình rồi. Đói quá rồi, đi kiếm gì ăn đây nhá các bạn ơi. Đi lặn biển đây, tôi sẽ đi lặn biển bây giờ. Anh Dưỡng quên anh em chúng tôi ở ngoài đảo hoang thì phải tiếp tục đi kiếm đồ ăn để sinh tồn tiếp. Nếu không thì chết đói các bạn ạ. Cá thì ban ngày không thể nào bắt được chúng nó rồi, chúng nó chạy rất là nhanh. Bắt từ nãy giờ chỉ được cưng đây ốc thôi, thì lên ăn tạm, tại vì đói quá rồi các bạn ạ. Được cứu rồi, được cứu rồi. Ê!
đoán rồi, anh Dương đã đoán rồi. Hello. Được cứu rồi. Anh Dương đã đoán anh em chúng tôi rồi. Dê. Cứ tưởng anh Dương bỏ quên ạ. Em tưởng anh bỏ em ở đấy cơ. Dê. Anh Dương đã đoán rồi. Anh Dương đã đoán tôi rồi các bạn ơi. Ơi cứu. Anh Dương ra đoán rồi, vui quá. Vừa lội xuống bắt ốc lên định để luộc ăn chống đói mà may quá anh Dương ra đoán anh em chúng tôi rồi. Dọn đồ đi về thôi, dọn đồ về thôi anh ơi. Dọn đồ về thôi. Vui thật sự luôn đấy. Cái cảm giác mà khi mà cứ nghĩ là mình bị bỏ rơi ở trên đảo hoang, xong cuối cùng lại anh Dương ra đoán, thực sự cảm giác đấy không thể nào mà tôi diễn tả được luôn đấy các bạn ơi. Rất rất vui luôn. Đến thời điểm hiện tại là 14 giờ ngày 16 tháng 9 2023, tức là sáng Tiến Xu và anh Vũ đã hoàn thành thử thách 10 ngày sinh tồn trên đảo hoang. Chúc mừng. Yeah. Sáng sau 10 ngày sinh tồn ở trên đảo hoang có cảm nghĩ như nào? Thì 10 ngày sinh tồn ở trên đảo hoang này em thực sự rất là vui, cảm xúc rất là nhiều. Nói chung là khi mà đi về thì em sẽ nhớ cái đảo này đấy. Rồi, anh Vũ, có cảm xúc như nào khi 10 ngày sinh tồn trên đảo hoang? Rất là vui, vừa chiến thắng thử thách mà vừa chiến thắng chính mình luôn. Mình đi sinh tồn rất là nhiều, đi sinh tồn 2-3 ngày trên rất là nhiều đảo rồi. Nhưng mà lần này sinh tồn 10 ngày. Ô thế sinh tồn xong rồi thì về đi nhỉ? Về thôi chứ cần gì? Về thôi. À không, không. Thử anh ơi. Em với anh Vũ hoàn thành thử thách rồi. Thử ấm. Ok, đây. Tên. Và đây là phần thưởng của hai người chiến thắng. Mỗi người một cục 10 triệu. Đấy. Ok nhá, bắt tay chúc mừng anh nhá. Rồi, cảm xúc khi cầm một cục tiền 10 triệu như nào anh? Lần đầu tiên cầm nhiều tiền như vậy á. Rồi, sáng. Trời ơi, em như ôm gái để nhớ anh Dương quá các bạn ạ. Rồi, anh cầm cục tiền này luôn về nhá. Sáng cầm cùng cục tiền này luôn về. Ok. Ok. Rồi. Thôi đi về đi. Này bỏ vô tắc tụt tôi quần quá. Vậy là xong clip, mọi người đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh để nhận được video mới nhất từ PN Sport nhá. Cảm ơn các bạn xem clip, hẹn gặp các bạn vào clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.